Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và tiếp tục clip ngày hôm nay thì Minh Vũ có cập bến được cái lô vàng số của hãng BF Audio, mã là K306D+. Như các bác thường xuyên theo dõi kênh của Minh Vũ thì cách đây vài tháng thì em có về được một lô vàng cũng thương hiệu như thế này luôn. Nhưng mà cái lô vàng lần trước thì bán hết rồi. Đợt này thì em về được có hơn 20 con các bác nhá. Thì nếu mà về để nói về độ đẹp thì lô này nó còn đẹp hơn lô trước các bạn. Đẹp xuất sắc. Đấy các bác nhìn vàng bãi mà nó đẹp như mới như này. Để kiếm được những dòng vàng bãi mà nó còn đẹp xuất sắc như thế này thì cũng rất là hiếm các bác nhá. Đấy, đây là một trong những dòng vàng số được mệnh danh là huyền thoại về cái chất âm hay. Eco gì vật rất là mượt nha các bác nhá. Nếu như các bác đang băn khoăn chưa biết lựa chọn cho mình được một con vàng số nào hay, đấy, hàng xịn, đời cao, giá rẻ thì chắc chắn các bác không thể bỏ qua cái clip này. Hôm nay Minh Vũ xin được giới thiệu các bác về dòng vàng số của BF Audio K306D+. Tất cả thì em sẽ tháo ra vệ sinh từng con một. Thì hôm nay em về được hai đời máy. Cái con vỉ tím này nó có lẫn mấy con các bác nhá. Nó có lẫn mấy con thì về cái chất lượng đều như nhau hết các bác. Đều là hàng xịn. Đấy, nó chỉ có vỉ, đúng ra thì con vỉ này nó đắt hơn này. Nhưng mà em vẫn bán bằng tiền nhau các bác nhá. Hàng bãi nó đẹp như thế này cơ mà. Những con mà nó đẹp xuất sắc, đẹp như mới như này thì mình cũng sẽ bán mức giá là 2.400.000. Bao ship, tặng kèm dây rắc và tặng kèm cho các bác một cái remote điều khiển nữa. Phải nói là một mức giá là quá là rẻ các bác nhá. Mức giá cực kỳ là rẻ luôn. Đây. Còn những con nào mà nó xấu xấu hơn thì em sẽ bán các bác mức giá 2.200.000 là bao ship, vẫn tặng kèm dây rắc và tặng remote. Đây là mặt đằng sau nhá. Anh em mà sử dụng gia đình thì với những cấu hình như con vang số 306D+ này là quá ok rồi. Đằng sau thì có đường cắm cáp chỉnh phần mềm, có đường input 1, in 2, đường main out, MN, MR và center swoop. Đó, tất cả máy móc zin nguyên bản anh em nhé. Rất đẹp, anh em nhìn này. Bền bị mạch các thứ, hàng xịn nhìn chất lắm. Thực ra thì những con villa bây giờ các bác đang mua trên thị trường, người ta đang bán tầm 6-7 triệu ấy, thì nó cũng như thế này thôi. Đấy. Nhưng mà so với lại cái mức giá thì các bác nên chơi dòng này thì nó hợp lý, rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Còn về cái chất lượng thì đều như nhau hết các bác nhá. Đấy, con ví dụ như là cái dòng như thế này ấy, bọn em hay gọi là cái dòng X3, tại vì nó có 4 lỗ này. Còn cái dòng X5 thì nó sẽ có thêm 2 đường ở đây nữa này. 6 lỗ. Nhưng thực tế là sử dụng gia đình kể cả X5 hay là X3 chăng nữa thì mình chỉ sử dụng gọi là 4 đường này là cũng thoải mái rồi. Cùng lắm là sử dụng thêm đường swoop này, center thì cũng ít người dùng lắm. Còn đường main out xuống. Đó. Con này thì tí nữa nó cũng như vậy các bác nhá. Rất là đẹp, tất cả đều nguyên đai nguyên kiện. Những dòng này thì nó còn nguyên cả keo niêm phong luôn, ốc ác các thứ của nó nguyên keo niêm phong. Quá đẹp các bạn. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhé. Hôm nay thì khi các bác mua hàng em sẽ cài đặt setup sẵn những cấu hình chuyên nghiệp, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Hôm nay em có về được mấy quả loa JB, nhưng clip sau em sẽ lên giới thiệu các bác. Rồi, chào các bác nha.